Bài 63 và 64 đều ranh thứ 5. Hai cái bài này nó cùng một chủ đề nên cha gom lại thành một bài là điều ranh thứ 5. Điều ranh này thì trong 10 điều ranh chúng ta sẽ đọc là thứ 5, chớ giết người. Lời Chúa chứ trong sách Xuất Hành chương 20 câu 13 ở trên núi Sinai đó, thì Chúa nói với lại mà Môsê và dân dân của Chúa là ngươi không được giết người. Đây là điều lệnh á, điều luật á, nên là dân phải lắng nghe. Đây nó có một cái tấm hình liên quan đến cái vụ án giết người đầu tiên của nhân loại được ghi trong sách Xuất Hành chương 4 câu xin lỗi, sách này là sách Sáng Thế. Để chờ đợi chút xíu cho sửa lại. À, chúng ta có một vụ án về một cái việc giết người đầu tiên ở trong lịch sử loài người được ghi lại trong sách Thánh Kinh, từ của Sáng Thế chương 4 câu 1 đến câu 16. Đây là chuyện của hai anh em ruột là Cain và Abel. Hai người này là con của Adam và Eva, con của hai người đầu tiên của con người, của loài người đó. Thì hai người này là hai người con trai. Và bởi vì thù hận, ghen tị nên Cain đã kêu em mình ra đồng vắng và đã giết em của mình. Đây là vụ án giết người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Từ đó trở về sau và hiện nay thì việc giết người nó ngày càng tinh vi hơn và với số lượng ngày càng nhiều hơn, đau lòng hơn. Làm như vậy là phạm điều răn thứ năm. Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống của con người mà Chúa đã ban. Chúng ta nhớ là sự sống mà Chúa đã ban nha. Sự sống này không ai trên thế gian này có thể tạo ra sự sống. Có thể họ làm ra nhiều thứ khác nhau, nhưng mà sự sống thì chỉ có Chúa mới làm ra được. Vì chỉ có mình Ngài mới là chủ, vì Ngài là chỉ một mình Ngài mới sáng tạo ra được, nên Ngài làm chủ. Và vì làm chủ nên Ngài có quyền. Không ai tạo ra sự sống nên là không ai có quyền làm chủ, cũng như không ai có quyền cho dẫu rằng cái sự sống của mình đi chăng nữa, sự sống mạng sống của mình đi chăng nữa thì cũng là của Chúa ban, nên chúng ta không có quyền làm chủ, mình chỉ có quyền quản lý trên cái sự sống đó. Thứ hai, khi phải bảo vệ mạng sống của mình hay là bảo vệ mạng sống người khác hoặc là bảo vệ an ninh tổ quốc chẳng hạn, như có chiến tranh chẳng hạn, thì chúng ta mới có thể xâm phạm sự sống của kẻ khác. Ở đây là đang nói đến quân thù đó, những người xâm phạm đến lãnh thổ của quốc gia mình đó. Như vậy, người bảo vệ mạng sống của mình á, bị dồn vào đường cùng mà bị người ta dĩ súng, chĩa súng hoặc là cầm dao kề vào cổ đó, thì lúc đấy là lúc mạng sống của mình bị lâm nguy, hoặc là muốn phải cứu một người thân của mình, thì lúc đấy chúng ta có thể xâm phạm sự sống của kẻ khác là kẻ thù để ngăn chặn cái điều xấu đó. Có một số tội phạm đến điều răn thứ năm. Thứ nhất là cố ý giết người. Chúng ta biết là giết người là tội trọng mà chúng ta cố ý giết người ta vì một cái lợi lộc nào đó thì chúng ta phạm điều răn thứ năm. Điều này là rất nặng ha. Thứ hai là trực tiếp hay là cộng tác vào việc phá thai. Điều này cha đã đề cập mấy lần rồi. Chẳng hạn vợ chồng này, chẳng hạn như là hai cái anh chị này quan hệ lén lút đó, và mang 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 thai chẳng hạn, thì để nhằm giữ thể diện cho hai bên thì anh này mới khuyên chị này đi phá thai và cả hai đồng ý, thì cả hai cùng trực tiếp, người mẹ cũng trực tiếp mà người bố cũng trực tiếp, và thậm chí là cái ông bác sĩ ông cầm dao á và ông trực tiếp mổ để phá cái thai đó hay là hút cái thai đó, ông này cũng phạm tội trực tiếp. Những cái người đứng ở ngoài ngó này như vậy này thì là gián tiếp này, đó là cộng tác đó. Còn những người trực tiếp làm cho cái thai đó hư thì là cộng tác trực tiếp, thì cũng phạm điều răn thứ năm. Tội này tội trọng nha, không phải tội nhẹ đâu.
Chúng ta không được phá thai bởi vì Chúa làm chủ sự sống. Hồi nãy cha đã nói là không có ai trên đời này tạo ra sự sống. Cho dù sự sống của một hột gạo, người ta biết công thức cấu tạo của nó, nhưng người ta không thể làm cho một cái hạt gạo nhân tạo có sự sống được, mà nó chỉ là những cái chất cộng lại với nhau thôi. Chỉ có Chúa mới làm cho những cái chất đó nó sống và nó thành cây và nó đơm bông kết trái. Thứ hai là thai nhi cũng là người, đứa bé trong bụng này cũng là người, chứ nó không phải là một cục máu, không phải chỉ là một cục máu mà nó đã là người từ lúc thụ thai rồi. Nên lúc đó giáo hội đã công nhận cái thai nhi đó là người ngay từ khi được thụ thai, nên không có quyền giết người, không có quyền được phá thai. Một số người cho rằng á, thai nhi là 3 tuần tuổi hay là 8 tuần tuổi mới là người, thì cái đó không đúng. Giáo hội khẳng định rằng ngay từ lúc thụ thai thì thai nhi đã là người, nên là giết cái thai nhi đó thì là giết người. Thứ ba, quyền sống, được sống của con người ta đó là nền tảng tạo nên xã hội và luật pháp. Chúng ta tưởng tượng là nếu như mà không có cái quyền được sống thì làm sao có xã hội, làm sao có luật pháp được? Mà ai cũng có quyền cướp đi mạng sống của người khác thì không không được, không được. Nên là không được phá thai bởi vì ít nhất là ba lý do này. Còn nhiều những lý do khác. Tội phạm lý do thứ năm là cho chết êm dịu. Ví dụ như là cái bà này lớn tuổi và thậm chí bà sống thực vật, có nghĩa là thần kinh không còn phản ứng nữa, thì việc chăm sóc sẽ tốn chi phí, rồi tốn người chăm sóc, rồi tốn nơi chỗ nữa, cơ sở vật chất, thì người nhà hoặc là bác sĩ quyết định là chích cho bà một mũi thuốc độc, bà chết đi. Và nhiều người cho rằng nên làm vậy bởi vì bà sống mà có thể là bị đau khổ. Ví dụ như người ung thư là người ta sống rất đau khổ, thì sống có thể đau khổ thì thôi giải thoát cho bà. Thì nghĩ rằng làm như vậy là làm việc tốt. Xin thưa không phải. Chúng ta không có quyền làm chủ trên sự sống. Lúc nào Chúa muốn thì Ngài cất đi. Chúng ta không có quyền quyết định là lúc này là lúc cần thiết, lúc kia là lúc cần thiết. Không được quyền như vậy. Chỉ có Chúa mới có quyền như thế thôi. Nên là cho chết êm dịu là một tội ác và đó là tội giết người. Khi gần đến cái chết thì người ta phải làm gì? Thứ nhất là những người chăm sóc bệnh nhân hoặc bác sĩ đó, thì người bệnh nhân vẫn phải được, hay là chính bệnh nhân cũng phải nỗ lực để điều trị trong khả năng của mình. Nếu như Chúa cho khả năng có thể điều trị được, cho dù là không khỏi bệnh mà nó có thể cầm cự cái căn bệnh đó được một thời gian thì vẫn nên nỗ lực. Có thể từ chối điều trị quá tốn kém mà không hiệu quả. Và ví dụ bà này chẳng hạn như bà điều trị một tháng của bà mất chẳng hạn như là 50 triệu mà gia đình bà nghèo, thì bà có thể từ chối việc điều trị quá tốn kém với khả năng của bà như vậy, và bà cứ để cho tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là vẫn chăm sóc bình thường, vẫn cho ăn uống trong khả năng có thể, chết tự nhiên thì cái điều đó không có lỗi. Điều trị quá tốn kém mà không hiệu quả, cho dù có 50 triệu mà bà cũng không thể sống lâu hơn được, bà chỉ sống thoi thóp thôi. Một số gia đình khá giả họ cho người nhà ngậm sâm để kéo dài cái sự sống thôi, chứ cũng không có sống được, cũng không thể hồi bình phục lại được. Nên là cái việc đó cũng có thể không cần thiết. Nên là nhiều người bị phân vân không biết là có nên tiếp tục điều trị hay không. Thì chúng ta cứ thử xem việc điều trị đó nó có quá sức chịu đựng của gia đình không, việc chịu đựng đó nó có mang lại hiệu quả không, và việc chịu đựng đó nó có cần thiết, nó có bị ảnh hưởng đến những người khác hay không. Nếu như mà làm gây ảnh hưởng đến người khác quá nhiều, phải bán nhà bán cửa, rồi phải đi mướn nhà trọ, phải cầm cố tài sản, thì cái đó không nên, không nên. Bởi vì chỉ đi điều trị một người mà những người còn lại phải 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 mất những điều kiện cấu thiểu thì để sống thì không được. Thứ ba là được phép dùng thuốc giảm đau cho dù rút ngắn tuổi thọ. Một số thuốc giảm đau chẳng hạn như là giai đoạn cuối của ung thư thì rất đau, thì bác sĩ có quyền dự dụng thuốc giảm đau cho dù là dùng cái thuốc đó cái tuổi thọ nó có ngắn lại một vài ngày thì vẫn được phép, bởi vì giúp cho bệnh nhân bớt đau, giúp nhân bớt đau, nên là có thể được dùng thuốc giảm đau.
nếu như điều đó là cần thiết cho bệnh nhân. Một cái đi tội khác phạm đến lớn thứ năm là tự sát hay là cộng tác vào việc tự sát. Tự sát thì có nhiều cách, có thể là treo cổ, có thể là uống thuốc, cái này thì nhiều người đang áp dụng đây. Uống thuốc ngủ quá liều hay uống thuốc trừ sâu chẳng hạn. Hoặc là xâm mình hơn nữa, lấy dao răm rạch tay cho nó chảy hết máu. Và nhiều cái cách khác nữa ha, tự sát hay là cộng tác vào cái việc này thì đều phạm tội giết người. Cho dù cái việc đó chúng ta làm trên thân thể của mình, chúng ta không có quyền làm chủ trên thân xác mình. Cho nhắc lại để cho các anh chị biết, không được quyền tự ý kết liễu đời mình nếu như không phải là cái chết tự nhiên. Phá hoại sức khỏe của thể xác, dạ, như là ăn uống quá độ. Mấy ngày nay Covid thì nhiều người cảm thấy nó buồn chán nên là bày ra ăn uống hết cái này ăn tới cái kia, làm thì không ra tiền mà ăn thì nhiều, nên là đôi khi làm cho kinh tế nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà đôi khi ăn uống nhiều quá làm cho mình bị lú lẫn, không có đói đâu nhưng mà cứ cố mà ăn, hoặc là ăn đã đủ rồi mà lại cứ đòi ăn những cái thêm nữa, cái đó là phá hoại sức khỏe thể xác của mình. Một cái nữa là Cha chúng ta ơi, cha cho cô Hằng vô với ạ. rồi rồi đợi chút. Rồi một cái chỗ nữa là có thể tham gia những cái cuộc chơi nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ảnh hưởng đến sức khỏe của mình làm cho mình không có chẳng hạn như chơi vũ trường chẳng hạn, thì chơi như vậy thì cũng, nếu mà chơi chút chút thì không thành vấn đề, mà đôi khi có những cuộc chơi nó thâu đêm suốt sáng á, làm cho cơ thể nó rã rời. Và sau những cuộc chơi này á, nó còn có những cái cuộc truy hoan khác, nó dính đến cả những cái vấn đề về tính dục, nó đôi khi về ma túy thuốc phiện, thì đó là một hình thức phá hoại thể xác. Những ngày này thì Euro nó đá hấp dẫn lắm, nhiều người mà mê thì đôi khi coi cả đêm á. Thì coi thì nó không xấu, nhưng mà nếu như cảm thấy coi mà làm cho mình không có mạnh bị ảnh hưởng quá đến sức khỏe của mình hay là công ăn việc làm, thì chúng ta phải phải sắp xếp lại, phải sắp xếp như thế nào để cho nó không có bị ảnh hưởng. Chứ đừng nói là sức khỏe của tôi muốn làm gì thì làm, thì cái đó không đúng, nó không đúng. Một cái nữa là về có thể làm tổn thương tinh thần của người khác. Chúng ta có thể gây cho người khác tổn thương tinh thần như là la mắng, hay là nói hành nói xấu, hay là đe dọa, hay là chửi rủa, ghen tị, tất cả những cái gì đó làm cho người ta bị tổn thương về tinh thần thì cũng phạm điều răn này. Đây là một trong những hình thức chúng ta rất hay phạm, đặc biệt là người Á Đông của chúng ta đó. Đôi khi nói trước mặt thì không chịu nói, họp thì không chịu nói, mà cứ sau lưng nói không à, nói xấu sau lưng thì hay lắm. Thì cái này không đúng. Đây là nói xấu sau lưng đây, ba bốn bà này, nói xấu một bà. Và mình nghĩ là mình nói như vậy thì đúng, nhưng đâu có gì sai. Xin thưa rằng nói đúng, nhưng mà cái điều nói đúng đó nó không có mang lại lợi ích, mà nó mang cho người ta đau khổ. Và đôi khi chúng ta nói nó không đúng lúc thì nó cũng gây cho người khác, không làm cho tinh thần của người khác bị ảnh hưởng, là chúng ta cũng phạm tội này, làm cho sự sống tinh thần của người ta bị suy giảm. Đó là anh tội phạm đến điều răn thứ năm, cả về thể xác lẫn tinh thần. Làm gương xấu, nói thì rất hay, chỉ cho người ta những con đường rất bóng bẩy, rất hoa mỹ, nhưng mà sau lưng thì cũng đầy những tội lỗi. Đây là một trong những cái lỗi mà những người làm lớn, những người có trách nhiệm hay phạm lắm. Đấy. Có thể nói là một trong những người đó là các cha cha xét mình, là đôi khi mình dạy cho người ta những cái ý hay ý đẹp, những cái ý của Chúa chẳng hạn, nhưng mà mình đôi khi không không có thực hiện, hoặc là có khi thực hiện ngược lại nữa, nên là đó là cả một cái sự cám dỗ. Nên là khi chúng ta làm gương xấu, đặc biệt là cho những em nhỏ là con cháu của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta đang phạm điều răn này: nói một đường làm một nẻo, nói tốt mà lại làm xấu, không đúng, không được. Hoặc là chúng ta nuôi hận thù,
không có tha thứ cho người khác mà cứ để cái hận thù ở trong lòng, làm cho cái hận thù đó càng ngày càng chồng chất, nên là không có hận thù đó nó sẽ làm cho chính mình, hoặc là nó có thể gây ảnh hưởng cho những người khác, hoặc là chúng ta nuôi cái hận thù đó cho con cái của chúng ta chẳng hạn, nói với con cái của mình là phải thù người này, phải ghét người kia chẳng hạn, thì làm như vậy thì chúng ta vô tình đã làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng. Và nếu như đã có tội thì phải phạt. Nếu ai là gây lỗi thì sẽ có hình phạt, và đặc biệt là chính quyền người ta sẽ đưa ra những cái hình phạt. Và hình phạt đó đó phải tương xứng. Lỗi nặng thì phạt nặng và lỗi nhẹ thì phạt nhẹ. Chẳng hạn như là tham nhũng bao nhiêu tỷ đồng nó mà chỉ có phạt là đóng phạt 500 ngàn thì nó không có tương xứng chút nào. Cái hình phạt và cái tội phạm nó phải tương xứng với nhau. Và cái hình phạt đó vẫn phải tôn trọng phẩm giá người ta, không có hạ nhục phẩm giá người ta. Ví dụ như bắt người ta phải quỳ trước mặt mình chẳng hạn. Rồi có một số những hình thức bắt người ta phải bò qua chân của mình chẳng hạn. Thì đó là những cái hình thức hạ thấp phẩm giá người ta. Phạt thì phạt nhưng mà phẩm giá của con người vẫn phải được tôn trọng. Bởi vì con người là hình ảnh của Chúa. Cái bài này chúng ta đã học trước rồi ha. Phải tôn trọng phẩm giá của người khác. Và cái hình phạt á, khi mình phạt cho người ta phải giúp họ sửa sai. Chứ mình lại phạt không có cái hướng giúp họ sửa sai mà lại làm cho cái sai nó sai hơn thì không đúng. Phải làm cho người ta có thể cải hóa, phải thay đổi để sống tốt hơn. Thì đó mới là cái hình phạt tương xứng. Đó mới là cái hình phạt đúng. Hình phạt đó làm sao phải khắc phục cái thiệt hại. Nên chẳng hạn như cái người đó họ tông xe gãy chân cái người kia thì mình phải làm sao? Cái hình phạt nó phải đền bù cái thiệt hại của cái chân gãy đó. Đưa đi băng bột hay là tiền mua thuốc hay là gì đó, hay là những cái tiền mà người đó không thể lao động được, thì cái đó làm sao để khắc phục cái thiệt hại đó của cái người bị hại, họ có thể bị phải đón nhận. Cái hình phạt nó phải bảo vệ trật tự công cộng. Những cái tội phạm khi mà nó đã gây ra thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình chung của xã hội cũng như của giáo hội. Nên là những hình phạt đưa ra phải làm sao bảo vệ cái trật tự công cộng, nó làm cho cái trật tự được lặp lại. Họ đi buôn bán thuốc phiện chẳng hạn, heroin chẳng hạn, thì cái tội đó nó có thể khiến cho thanh niên hoặc là một số người người ta đi vào con đường nghiện ngập á. Thì làm sao phạt, làm sao để cho cái việc mua bán nó không còn tồn tại, để cho không có cơ hội để phạm tội, ngăn ngừa tội ác lan tràn. Làm sao khi hình phạt phải có sức đủ sức răn đe. Chẳng hạn cái thời gian mà chúng ta đeo bắt phải đội nón bảo hiểm á, thì không đội nón là phạt 200 ngàn hay là 500 ngàn gì đó. Thì khi mà phạt như vậy thì nhiều người đã có ý thức hơn. Hoặc là việc lái xe say xỉn nó có thể gây tai nạn thì phạt nặng để cho các tài xế ý thức hơn, làm cho cái việc những cái tai nạn giao thông nó sẽ giảm thiểu xuống. Và chúng ta cần phải tôn trọng sự sống của con người. Chúng ta thấy đây một người thì có hai cái sự sống được biểu tượng là sự sống siêu nhiên và sự sống tự nhiên. Sự sống siêu nhiên là linh hồn, sự sống tự nhiên là thân xác. Với sự sống siêu nhiên thì làm sao để cho để có thể tôn trọng sự siêu nhiên phải làm sao cho linh hồn có lợi ích. Làm cái gì thì làm nhưng mà cái phải đem đến lợi ích cho linh hồn, giúp cho linh hồn của người đó được nhận biết Chúa, được hối cải, được sống tốt. Phải làm sao chính bản thân mình cũng phải tránh đi những dịp tội. Hôm nãy cái hình cho ví dụ là cái vũ trường á, mình biết là trong vũ trường nó có thể xảy ra một số những tội nặng, chẳng hạn như là tội mại dâm chẳng hạn, hay là ma túy chẳng hạn, hay là hao tốn tiền của đó, gọi là ăn chơi quá độ đó. Thì muốn tránh những cái tội đấy thì đừng vào vũ trường nữa, là tránh dịp tội. Hoặc là không tạo gương xấu, chả mình cứ chửi thề thì con cái hay là những người xung quanh mình họ nghe họ cũng bị nhiễm. Không có tạo gương xấu làm ảnh hưởng cái đời sống linh hồn. Về mặt tự nhiên thì cần phải chăm sóc sức khỏe hết sức có thể.
đừng có nghĩ là bệnh tật mình cứ ngồi mình cầu nguyện thì nó khỏe, thì cái điều đó nó không đúng với khoa học. Cần phải có cầu nguyện thì được rồi, nhưng mà cũng phải có những chăm sóc nhất định về mặt y tế, tránh tôn thờ thân xác. Một số người làm cái gì thì làm cứ đẹp là được, cứ đẹp là được, không có cần biết là cái đó là cái gì, cứ để cho tôi đẹp là được. Nên là có khi ấy, tôn sùng cái sắc đẹp của mình quá, tôn thờ cái thân xác của mình quá thì nó cũng không được. Về mặt tự nhiên thì tránh những cái chất gây nghiện chẳng hạn như ma túy chẳng hạn, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta sống khỏe hơn, mạnh hơn. Còn vướng vào những tệ nạn này, những chất nghiện này thì sẽ làm cho chúng ta bị nô lệ nó. Thì chúng ta phải bảo vệ cả tự nhiên và siêu nhiên. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh cho thấy là ở xã hội chúng ta thì hầu hết chỉ có chú trọng vào cái tự nhiên này thôi. Còn cái siêu nhiên thì gần như là xã hội gần như là không 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 thấy có. Không thấy có, đôi khi còn bị khống chế nữa. Nên cái đó là do người ta không có ý thức, người ta không biết Chúa nên người ta làm vậy. Còn chúng ta là người được giới thiệu, được biết Chúa thì chúng ta không được quyền làm thế. Tôn trọng thể sống, tôn trọng thể xác của chúng ta. Thể xác chúng ta phải được tôn trọng, được phép dùng thể xác để thí nghiệm khoa học vì lợi ích chung và với sự đồng ý của đương sự. Chẳng hạn như là Việt Nam chúng ta đang thử nghiệm việc điều trị vaccine để chữa COVID đó. Một số người xung phong để làm thí nghiệm đó, thì cha thấy họ là những người rất can đảm, rất can đảm. Và có khi xã hội nói họ ngu, nhưng thực sự không có những con người mà bị gọi là ngu như vậy thì làm sao trên thế giới có những cái vaccine được. Nên là có quyền được dùng cái thân xác của mình cho những thí nghiệm và với cái sự đồng ý và lợi ích chung. Thử nghiệm như vậy thì mới biết là cái thuốc nào nó có tác dụng như thế nào. Không có người ai thử, ai cũng sợ chết, ai cũng nghĩ mình khôn, thì cuối cùng làm sao có vaccine trên đời. Được phép hiến tặng bộ phận hay toàn bộ cơ thể. Có người hiến tim hay là hiến mắt, hiến thận, hiến tất cả mọi sự. Có thể được hiến một phần, chẳng hạn như là thận chẳng hạn. Chúng ta có hai trái thận, chúng ta có quyền hiến một. Hay là hai lá phổi có thể hiến một, đó. Hai mắt có thể hiến một, đó. Được quyền hiến như vậy và đó là một việc tốt lành. Toàn bộ cơ thể cũng có thể được. Nhưng mà cái việc hiến đó nó phải ít gây nguy hiểm. Ví dụ như hiến mà chết liền hay là hiến mà nó sẽ gây cho cơ thể của chúng ta chắc chắn nó sẽ chết trong thời gian ngắn đó. Thì cái đó nguy hiểm quá thì không nên. Cái người cho có nghĩa là nếu mình muốn hiến thì mình phải là người được ưng thuận. Còn một số những cái nơi những chính quyền mà người ta độc tài đó, người ta lấy cơ thể, lấy cái cơ quan đó, lấy bộ phận của các tù nhân đó, không có sự ưng thuận của tù nhân hoặc là của bệnh nhân. Khi biết cái bệnh nhân nó chết thì người ta mổ, người ta lấy luôn. Người bệnh nhân hay người thân của gia đình cũng không biết là không được. Và nếu như lấy hiến toàn bộ thì chỉ khi đã chết thôi. Khi người đã chết thì mới cho toàn bộ. Đây là những người hiến xác để cho việc nghiên cứu y tế. Thì đây là một công việc tốt lành nha. Đây là những công việc được khuyến khích đó, để giúp cho việc điều trị cũng như bào chế những cái thuốc cần thiết cho những căn bệnh về sau. Thì tôn trọng thể xác, chúng ta có quyền làm những việc này. Làm sao mà nó cân đối, làm sao để cho mang lại lợi ích chung của mọi người, làm sao để cho mình ít gặp nguy hiểm. Đối với những người hấp hối thì chúng ta tôn trọng thể xác của những người hấp hối là những người sắp chết như thế nào. Ở đây có một cái tấm hình gọi là tấm hình chết lành, một tấm hình rất là cổ điển truyền thống của người Công giáo. Đây là linh mục ha, đây là những người thân yêu. Về mặt thiêng liêng thì có Thiên Chúa ở đây nè, Chúa Ba Ngôi ở đây, rồi đây là các thiên thần. Thì bởi vì cái người bệnh nhân này họ cầm cái thánh giá, có nghĩa là thể hiện một đức tin mạnh mẽ, thì ở đây là ma quỷ nè, thì thiên thần đến trợ giúp bệnh nhân này bằng cách đánh đuổi ma quỷ đi, để người này được chết lành, để người này được chết trong tình thương của Chúa. Đối nghịch lại nó thì có một cái tấm hình gọi là hình chết dữ. Cái người bệnh nhân này lại quay qua để hướng về ma quỷ chứ không hướng về thánh giá của linh mục này. Đây có hai con quỷ và đây là tướng quỷ ha.
Và thiên thần mặc dù cũng xuất hiện lúc đấy, cũng có linh mục, cũng có người nhà, nhưng mà cái người này bị ma quỷ lôi kéo xuống âm phủ. Đây là hai tấm hình, hai người cùng hấp hối với hai cái hình thức, hai cái niềm tin khác nhau. Người này gần như không còn niềm tin nữa, quay lại với lại ơn chết lành. Đây là bí tích sức dầu đó. Thường thường linh mục xuất hiện lúc này là hay ban bí tích sức dầu. Đây cũng ban bí tích sức dầu. Thì đối với người hấp hối thì người thân phải chăm sóc tận tình, gần chết vẫn phải chăm sóc như bình thường, vẫn cho ăn cho uống trong cái điều kiện nhất định mà y tế cho phép, vẫn phải vệ sinh các thứ, phải giúp cho người thân của mình đi ra đi một cách bình an thanh thản. Có nghĩa là không nói những lời đay nghiến mà hãy khích lệ những lời yêu thương, thậm chí là những sự tha thứ nếu như người đó có còn những vướng mắc với mình hoặc với những người khác, hoặc là hứa thực hiện những cái ước nguyện của cái người này. Ví dụ như là người này họ còn có lỗi với ai đó hay là còn đang nợ nần với ai đó, thì người thân phải thay mặt cái người này để trả nợ hoặc là xin lỗi hoặc là làm cái gì đó để cho người kia được an bình, an tâm ra đi. Hoặc người này có một tâm nguyện gì đó cũng phải cố gắng nghe mà thực hiện, gọi là lời trăn trối đó. Đặc biệt là trăn trối của ba của mẹ mình thì chắc chắn con cái phải, cho dù phải bán nhà cũng phải cố gắng mà thực hiện, giúp cho người thân mình bình an ra đi. Giúp nhận các bí tích thì một trong những bí tích lúc gần hấp hối được lãnh nhận đó là bí tích sức dầu, cùng với bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Đó là ba bí tích giống như là đưa tiễn người hấp hối một đoạn trên đường về quê trời, trên đường đi lên hiệp nhất với lại Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là ba bí tích các anh chị, nếu như có người thân trong gia đình mình là người Kitô hữu đó, thì cố gắng sắp xếp mời linh mục đến để giúp, để vị linh mục sẽ giúp cho người bệnh nhân lãnh nhận những bí tích đó, cầu nguyện cho họ. Nhớ là không có cãi nhau hay chia của gì các thứ, hay là coi xem tổ chức lễ ma cho lớn như, thì cái đấy nó không cần thiết, nó không quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là cầu nguyện, là xin lễ, là dâng những hy sinh cho người đã qua đời, để cho người đó nếu còn bị hình phạt dưới luyện ngục thì cũng mau được lên thiên đàng. Thể xác của chúng ta sẽ phục sinh, để đây trong Kinh Tin Kính khúc cuối đó, các anh chị mở Kinh Tin Kính ra chúng ta sẽ đọc: tôi tin xác là người ngày sau sống lại, nên phải tôn trọng thể xác người đã khuất. Sau khi người này chết rồi thì vẫn phải tôn trọng thể xác của người đó, chứ không phải chết rồi người chết không có được xem đồng nghĩa với chó chết, không được đồng nghĩa với các con vật chết, mà là một cái, cho dù người đó không phải là họ hàng của mình đi chăng nữa, cho dù người đó là kẻ thù mình đi nữa, thì chúng ta vẫn phải tôn trọng thể xác của người đó. Thường thường á, khi người đó đã chết á, là mọi sự cũng 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 cho qua hết, cho dù có là người đó có làm cho mình đau khổ hay là có thiếu thốn gì đó hay là có nợ nần gì đó với mình, thì mình cũng phải tha cho họ, tha cho họ, và phải làm mai mà đám mai chôn nghi thức an táng cho xứng hợp với lại phẩm giá của cái người này. Có thể là ba mẹ, có thể là người thân, có thể là bất kỳ ai, chúng ta cũng được mời gọi cố gắng phải làm sao tôn trọng, bởi vì xác loài người sẽ sống lại, xác là người sẽ sống lại. Và đây cũng là một cách để chúng ta thể hiện chữ hiếu của chúng ta cho những người không biết Chúa. Nên là người Công giáo đối với những người thân yêu và những người đã khuất thì rất trân trọng, chứ không có bỏ bê đâu. Một số những hành động bị xem là không tôn trọng thể xác của người khác: thứ nhất là bắt cóc, thứ hai là bắt con tin tống tiền. Hai cái này cũng na ná gần như nhau. Tra tấn, một số những hình thức tra tấn rất là dã man. Hiện nay những hình thức này vẫn còn nha, nhưng mà nó xuất hiện ở một số những cái nơi độc tài, những cái nơi mà cái tự do của con người nó có bị xem nhẹ đó. Bạo hành gia đình, cái này thì xảy ra thường xuyên và nhiều hơn, chúng ta có thể là nạn nhân đấy. Triệt sản nó cũng là một cách không tôn trọng thể xác. Ở đây là cơ quan sinh dục của người phụ nữ, đây là hai cái ống dẫn trứng, thì cắt hoặc là dùng cái chỉ để thắt nó lại ha, cột lại ha, là thắt lại,
không cho tinh trùng gặp trứng, hoặc là không cho trứng đã được thụ tinh đi tới tử cung để làm để làm tổ để tạo thành bào thai thì cũng không tôn trọng thể xác. Hoặc đối với nam thì ở vị trí này là cắt hoặc là thắt ống dẫn tinh. Việc này cũng bị mắc điều răn thứ năm. Tự mình hủy bỏ một phần thân thể mà không có lý do chính đáng. Chẳng hạn như ung thư thì có thể quyền chặt, quyền gỡ. Nhưng mà chỉ muốn chứng tỏ mình ta đây thôi. Mà chặt giống như là đại ca giang hồ. Thì chúng ta làm như vậy thì chúng ta không tôn trọng thân xác của chúng ta. Nó là của chúng ta đó, hoặc là của người khác. Chúng ta đè tay người ta ra, chúng ta chặt ngón hay chặt cả bàn tay người ta cũng không được. Chặt mà bỏ đi không có lý do chính đáng là chúng ta đã vi phạm điều răn thứ năm. Khủng bố. Đây là cái khủng bố kinh hoàng mà đến bây giờ người ta vẫn còn nhắc lại, đã 20 năm rồi mà dường như nó mới xảy ra hôm qua thôi. Khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Và điều răn thứ năm này cũng mời gọi chúng ta xây dựng hòa bình. Và để xây dựng hòa bình thì chúng ta phải tạo cho tâm hồn của chúng ta bình an. Cái hồn của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta mà không bình an thì chắc chắn nó sẽ gây ra những xáo trộn bên ngoài. Loại bỏ những giận dữ và oán thù, cái này ta cũng đã nói trước. Để xây dựng hòa bình thì chúng ta phải loại bỏ, phải ngăn ngừa chiến tranh trong mọi khả năng bằng những cái thương thuyết, là những cái cuộc đàm phán, kiên trì cho công lý và hòa bình, kiên trì nói lên sự thật. Thực sự là cái vấn đề này nó hơi lớn đối với chúng ta. Thường thường nó dành cho những người lãnh đạo nhiều hơn. Nhưng chúng ta trong gia đình, chúng ta cũng phải xây dựng hòa bình trong gia đình của mình chứ. Đâu có nhất thiết cái này phải nó liên quan đến quốc gia. Nên mỗi người chúng ta cũng phải áp dụng cái điều này trong chính cái gia đình của mình, hay là công ty nơi mình làm việc á, cũng phải áp dụng những cái điều này để chúng ta có được cái hòa bình. Cái chữ hòa bình thì nó hơi lớn, nhưng mà nó có thể là có được cái bình an ở trong, hay là có sự hòa thuận ở trong gia đình, trong công ty, nơi làm việc hay nơi những người chúng ta tiếp xúc. Chúng ta cũng phải tạo bình an cho tâm hồn của mình và người khác, cũng phải tha thứ, bỏ đi những giận dỗi, ngăn ngừa những xung đột, hoặc là chủ động để giải hòa những cái khó, những cái xung đột, những cái hiểu lầm với nhau, rồi kiên trì nói sự thật và hòa bình. Cái này thì nó áp dụng cho quốc gia nhiều hơn, nhưng trong gia đình chúng ta vẫn có thể sử dụng quân sự, có nghĩa là có thể sử dụng sức mạnh của vũ khí đó. Nếu như cái đe dọa của mình á, nó là thiệt hại, nó sẽ gây ra thiệt hại nặng và lâu dài. Chẳng hạn mình không có đánh tổ chức quân đội để bảo vệ đất nước thì Trung Quốc chẳng hạn, họ sẽ đến, họ xâm lược và họ sẽ làm cho cái nền kinh tế cũng như đời sống của mình á, nó bị tụt dốc nặng nề và lâu dài. Tất cả những giải pháp đàm phán hòa bình khác đều vô hiệu. Chúng ta đã nói hết sức rồi. Chúng ta đã tìm nhiều sự giúp đỡ mà vẫn không được, thì vẫn có thể sử dụng sức mạnh quân sự. Mà khi sử dụng đó thì phải chắc chắn được khả năng thành công là lớn. Chứ nó là chỉ có 30 hay 40% thành công thì không nên làm. Và cái sự tàn phá của cái sức mạnh quân sự mà chúng ta sử dụng á, nó phải nhỏ hơn, ít nhất là nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn nhiều lần cái thiệt hại mà quân thù có thể gây ra cho ta. Nếu cái điều này áp dụng trong gia đình của chúng ta thì chúng ta cũng có thể sử dụng sức mạnh cơ bắp á, để chúng ta bảo vệ. Nếu như chúng ta không làm như vậy thì có thể chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề và lâu dài. Nếu như chúng ta đã nói, đã trao đổi, đã bàn hỏi, đã nhờ giúp mà vẫn không được, và khi chúng ta sử dụng như vậy thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn, cái tình hình của gia đình nó sẽ tốt hơn, và cái sự tàn phá, cái sự ảnh hưởng của cái việc chúng ta dùng vũ lực như vậy nó sẽ nhỏ hơn là nếu như cứ để thế, nó sẽ nặng nề hơn. Ở thời chiến tranh đó thì vẫn phải nhân đạo với những người thường dân. Đây là những người tị nạn ở Palestine, Israel, hay đánh nhau lắm. Các trẻ em là những nạn nhân đầu tiên, rồi sau đến các phụ nữ.
các thương binh vẫn phải nhân đạo với họ, cho dù đó là thương binh của phe đối phương. Và những tù binh, đây chúng ta thấy một cái trại giam ở Trung Quốc, ai ra Trung Quốc chúng ta vẫn thấy cái trại giam này. Cho dù là nạn nhân, phạm nhân, tội phạm chiến tranh đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải đối xử họ như là một con người, bởi vì thực sự họ vẫn là người. Và để tránh chiến tranh thì không có tích trữ buôn bán vũ khí. Ở Việt Nam chúng ta đây là một cái việc cấm, nhưng ở nước ngoài đó thì nó sử dụng tự do hơn, đặc biệt là ở Mỹ chẳng hạn. Thì chúng ta thấy có nhiều những cái cuộc xả súng một cách điên cuồng gây ra rất nhiều những đau thương, nên là không nên tích trữ và buôn bán, đặc biệt ở trong những cái điều kiện không cần thiết. Tránh bất công về kinh tế, đôi khi đặt tiền với lại đặt tim lên là không biết bên nào nặng hơn bên nào. Nếu mà tiền mà nặng hơn thì thể nào cũng có chuyện, thể nào cũng gây gổ đánh nhau. Bất công về xã hội, người thì thảnh thơi ngồi máy lạnh, người thì phải còng lưng ra để mà kéo vác như là con bò con trâu vậy, thì là bất công. Bất công như vậy sẽ dễ dẫn đến đấu tranh. Kỳ thị chủng tộc, đây là một trong những vấn đề rất lớn, đặc biệt là ở Mỹ, tại vì nó là một hiệp chủng nhiều quốc gia. Ở Việt Nam của chúng ta là 54 dân tộc cũng có thể bị kỳ thị đó, cũng có thể có, nhưng mà tình hình nó không có nặng lắm, bởi vì thì hầu hết cái nước da của chúng ta không khác nhau quá nhiều. Còn ở Mỹ là da trắng với da đen nó khác nhau một trời một vực. Hoặc là kỳ thị về tôn giáo, ở đây là Thiên Chúa giáo hay là Công giáo nè, đây là Phật giáo nè, đây là Ấn Độ giáo nè, ở đây là Hồi giáo nè, đó, đây là các tôn, bốn cái tôn giáo lớn của thế giới đó. Và thường thường ở Việt Nam của chúng ta, ai mà người Công giáo á, thì thường thường không có được làm việc ở những cái chức lớn ở trong bộ máy nhà nước đâu, cùng lắm là chỉ lên phó phòng là hết cỡ rồi, không có lên được tới trưởng phòng đâu. Nó hay bị lý lịch, bị cái kỳ thị đó, nên là chúng ta trong cái bối cảnh đất nước chúng ta phải chịu vậy, mà chúng ta vẫn biết rằng điều đó là cái nguyên nhân cho những cái cuộc đấu tranh có thể là bạo động ạ. Rồi, đó là điều răn thứ năm, chớ giết người. Rồi, bởi vì nó là hai bài nên là nó hơi hơi dài chút. Các anh chị có muốn đặt câu hỏi gì không? Alo, có ai muốn đặt câu hỏi gì không? Nên hỏi để chúng ta khắc sâu cái kiến thức ha. Chứ nghe vậy thì đôi khi nó không đủ đâu. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Kiều Trang đâu? Kiều Trang có hỏi không? Huỳnh Trâm. Huỳnh Trâm. Dạ cha, con muốn hỏi á là ví dụ như là người mà mất rồi đó cha, mà người ta tự ý lấy nội tạng bên trong á, là người ta có lỗi hay không cha? Có nghĩa là người khác lấy nội tạng của người đó đúng không? Dạ, đúng rồi cha. Thì như nãy cha nói đó, khi mà chỉ cái được phép của cái người cho đó thì mới được quyền lấy. Còn người cho người ta không có ký giấy hiến tặng á, thì không được quyền lấy. Ai mà lấy thì vẫn phạm tội ăn cắp. Cho dù cắp nội tạng thì nó vẫn là tội ăn cắp. Và cái tội này chắc là nặng đó, tại vì nó liên quan đến cơ thể mà, sự toàn vẹn cơ thể mà. Nên có muốn lấy cái gì thì phải được sự đồng ý của cái người đã mất á. Có nghĩa là phải lo trước đi, phải hỏi người họ trước đi. Sau khi họ mất rồi thì mới lấy được. Mà nhớ là phải chết rồi nha. Chứ còn đang chớp chớp mắt, còn đang hấp hối mà lấy thì không được đâu. Phải chết rồi thì mới được quyền lấy. Với những cái bộ phận mà chẳng hạn tim chỉ có một cái thôi, lấy ra cái chết liền. Thì muốn lấy tim thì phải đợi cái người cho nó, người ta chết thì mới được quyền lấy. Phải có chữ ký của bác sĩ, ít nhất là hai bác sĩ đó, cái luật người ta có cái luật hết đó, thì mới được quyền lấy. Còn không là không, là bị phạm tội xâm phạm đến sự toàn vẹn cơ thể người khác đó. Rồi, xong rồi đó, câu trả lời xong rồi đó. Dạ, rồi con cảm ơn cha. Gia Bảo.
Hoàng gia bảo nè. Thưa cha con hỏi. Rồi, hỏi đi. Dạ nếu mà một người á, mà cái công việc của người ta bắt buộc là phải nhiều khi là đi giao tiếp á, cha là phải ăn nhậu với lại cái sếp lớn á, thì cái đó có bị tội không ạ? Thì cha nói là trong tất cả mọi hành vi của mình đó, nó phải, nếu nó cấu thành cái tội nặng á, là cái tội đó phải là một cái việc nặng. À, cái sự việc đó phải là một cái việc nặng, và người đó phải hiểu, phải biết và hoàn toàn tự do. Thực sự cái việc ăn uống nó không phải là tội nặng. Tuy nhiên nếu như mà vì cái ăn uống đó đó mà nó khiến những cái hệ lụy sau này nó xảy ra, chẳng hạn như là khi ăn uống như vậy thì nó sẽ kéo theo là hao tiền tốn của, hoặc là nó sẽ kéo theo những cái cuộc trụy lạc khác á, chẳng hạn như là thường thường á, những sếp lớn như vậy nó hay có cái gọi là đi tăng 2, tăng 3 đó. Thì thường cái tăng thứ ba nó là liên quan đến tính dục á. Thì cái tội nó nằm ở phía sau á. Còn nếu như là chỉ ăn uống để xã giao và biết chừng mực thì cái điều đó không có tội. Nếu mà vì công việc thì nó không có tội, nhưng mà thường thường á người ta lại không có, người ta cứ vì người ta không có ý thức, người ta giữ gìn á, người ta cứ cứ, cứ cứ cố tình người ta ăn uống cho đã vô, cho sướng miệng, hay là đôi khi kháy nhau á, tại vì khi uống một vài ly thì bắt đầu người ta máu nó lên, bắt đầu kháy nhau, thì cái đó cái lỗi nó nằm ở ngay sau những cái sự thiếu kiểm soát đó, thì lỗi nằm ở chỗ đấy. Còn nếu như ăn uống để làm công ăn việc làm, để ký đối tác hay gì đấy, chuyện đó không có vấn đề, nó chỉ là có vấn đề khi người đó be bét thôi. Khi người đó mà cứ chủ động á, có khi chủ động làm cái điều đó, hoặc là làm cái điều đó cho nó đã rồi lấy lý do là mình phải đi làm ăn, thì cái đó nó đôi khi không chính đáng. Thì tội hay không là do cái người đó sẽ, chắc chắn người ta sẽ biết, chắc chắn cái người và những người xung quanh người ta quan sát, người ta cũng có thể biết là lỗi nó nặng hay nhẹ. Dạ, con cảm ơn cha. À, nếu chỉ vì công ăn việc À, cha làm ơi, con có câu hỏi. rồi rồi ok. Dạ, à, cha cho con hỏi là trong quá trình mà mình xô xát á, mình đánh nhau hoặc là mình bị kích động á, mà mình vô tình mình giống như là mình kích động quá, mình đánh lỡ tay, mình đánh chết người ta, thì cái tội này như thế nào hả cha? Gọi là ngộ sát á. Thì bên pháp luật người ta xử lý cũng đúng đó, có nghĩa người ta sẽ căn vào cái tình trạng lúc đấy, mình có được, mình có bị hoảng loạn không, tâm thần mình có được ổn định không, hay là mình có bị áp lực nào từ phía những người xung quanh hay không, thì người ta sẽ xét. Nên là cái vấn đề ngộ sát đó, chứ không phải là cố sát, thì cái lỗi đó nó không phải là tội trọng, tại vì nó là vô tình. Tuy nhiên mình đừng mình cố gắng mình tránh mình trong cái tình huống đấy, và khi trong những tình huống đó phải hết sức bình tĩnh. Nhưng mà nếu mình không bình tĩnh thì ngộ sát thì cái lỗi nó cũng sẽ nhẹ. Thì pháp luật người ta xử cái này rất là tốt á, người ta sẽ căn đủ hết các tình huống xảy ra, ngay cả cái khả năng thị giác, hay là về tâm lý, hay là về những cái ép buộc bên ngoài đó, thì nó sẽ xử nhẹ hơn cái tội. Nhưng mà tội thì vẫn có đó, nhưng mà nó không có nặng thôi. Dạ rồi, dạ con cảm ơn cha. Rồi, chị Anh hỏi đi. À, cho con hỏi cái này thì nó hơi dài một tí xíu, tại nó là một cái câu chuyện á, mà câu chuyện có thật ở trong sống, là có một cái người mẹ thì hơi ít học một chút, thì có một cái đứa con, thì cái bà mẹ này á, thì hồi nhỏ là có bạo hành tinh thần với lại bạo hành thể xác của con mình, thì theo cái cảm nhận của con mình là con mình bị bạo hành đó, nhưng mà đối với cái người mẹ thì chỉ là thương cho roi cho vọt, nhưng mà nó lại dẫn đến cái hệ lụy cho đứa con, là làm cho cái cuộc đời của cái người con nó hơi bị trượt dài. Nhưng mà sau khi thì cái người con nó lớn lên rồi á, thì nói chung là cũng trải qua thăng trầm, thì cũng hiểu ra mọi chuyện là do mẹ mình ít học quá, với lại do cái cuộc sống của người mẹ khó khăn. Thì cái cô này cổ cái người con này cổ tha thứ cho người mẹ, nhưng mà nó liên quan tới cái bài mình tí xíu, là do cái lúc nhỏ cảm thấy là bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, nên cái người con á đã từng tự tử nhưng mà không có thành. À. Thì không biết là đã từng tự tử nhưng mà không có thành, thì con biết là đã tự bản thân mình xâm phạm cái cơ thể của mình, thì con không biết là cuối cùng là suy ra là có lỗi người mẹ có lỗi hay không, mặc dù là người con cũng đã tha thứ cho người mẹ.
Thì trên nguyên tắc thì người mẹ khi mà dạy dỗ như vậy thì rõ ràng là không biết cách dạy con. Thì cái lỗi của người mẹ là lỗi thiếu sót là một. Cái điểm thứ hai là người mẹ đã không thực sự, cái thiếu sót nó bao hàm tất cả đó. Có thể là vì tình yêu nhưng mà tình yêu nó không biết chỗ để đặt, gọi là đặt không đúng chỗ á. Nên người mẹ có lỗi thiếu sót về bổn phận. Người con thì do hoàn cảnh như vậy nên là người con có những cái suy nghĩ tiêu cực. Thì điều đó nó cũng châm trước cho cái lỗi phạm, mặc dù là cái tội mà có ý định tự tử nó là tội trọng á, cái ý định đó là ý định nặng á, nhưng mà nó liên quan đến cái môi trường nó bị vậy nên là người con cũng cũng giảm cái trách nhiệm. Thì thực sự là cái ý thức, cái định đó nó cũng chưa có ra được thành hiện thực thì nó cũng không phải là tội trọng. Coi như là hai mẹ con đều phạm những tội nhẹ, chứ tuy nhiên cái hai cái tội nhẹ đó là nó cũng gần cái tội trọng lắm á, nó cũng tại vì nó là một ranh giới mong manh. Nên là thực sự đó là những lỗi của quá khứ và hai người đều được mời gọi phải cố gắng làm sao vượt qua cái quá khứ lỗi lầm mình để mình xây dựng lại. Thì thực sự nếu mà không có cái tự tử đó, không có thành công mà người con này suy nghĩ và tha thứ cho người mẹ, thì có thể cái sự tha thứ đó nó cũng tạo thành một cái công trạng người Phật giáo gọi là cái nghiệp tốt đó. Nó có thể thay cho cái nghiệp xấu, những hành động mà mình không có đúng đắn của thời quá khứ. Có thể lúc bé em không có được, chưa có trưởng thành về mặt tâm lý nên là nó có những cái suy nghĩ như vậy, thì đó cũng là lỗi lầm nhỏ, không 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 có quá lớn, không có quá lớn. Nên là chẳng hạn như bây giờ mà mấy như em nó không có tự nhiên nghĩ về quá khứ rồi cố tình tự tử thì rõ ràng bây giờ là nếu mà tự tử thì nó sẽ lỗi nặng hơn là lúc đó tự tử. Lúc đó tự tử thì lỗi nhẹ hơn. Thì bởi vì bây giờ mình chỉ nghĩ lại mà mình còn không vượt qua được thì làm sao? Nên trên nguyên tắc chung là cái mạng sống của mình là mình quản lý chứ mình không có quyền làm chủ, và người con của mình cũng vậy. Nên nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ là con của tôi đẻ ra tôi muốn làm gì thì làm, thì cái đó điều đó là sai. Điều đó là sai. Tại vì sự sống là của Chúa ban. Chúa nhờ mình, qua mình để trao ban sự sống đó cho con cái của mình, chứ không phải là mình có cái quyền làm chủ trên cái sự sống của mình với con cái mình đâu. Nên chúng ta phải để ý cái điều đó ha. Và quản lý thì phải làm theo ý của ông chủ. Chúa là chủ sự sống mà Ngài muốn làm cho cái sự sống đó nó phát triển, nó được sinh sôi nảy nở, cho nó được ngày càng tiến bộ hơn, tốt lành hơn, thì chúng ta phải làm đúng theo ý của ông chủ mình là Chúa. Còn làm ngược lại, Chúa không có muốn tạo con người ra để con người thắt cổ tự tử đâu. Muốn con người được sống và sống hạnh phúc với Ngài. Nên tất cả chúng ta không làm đúng theo cái chỉ hướng đó với chúng ta và với những người chúng ta được trao phó trách nhiệm thì chúng ta có lỗi với Chúa. Ha. Còn lỗi như thế nào, nặng hay nhẹ thì tùy cái bối cảnh đó. Thì cái bối cảnh của chị Oanh họ kể đó thì nó cũng nhẹ thôi, nó cũng nhẹ hơn so với việc chủ động, so với việc là tự nhiên mình chán đời mình nhảy lầu thì cái đấy thì cái đó là lỗi nặng rồi, cái lỗi tội trọng rồi. Vậy ha. Dạ rồi, cảm ơn cha. Rồi, còn ai hỏi gì không? Không, cho sẽ qua bài mới đó. Cha Rồi, cho con hỏi. Võ Hoài Phương, hỏi đi. Cha, mấy những người mà thi hành án là những tội mà tự tử hình á thì người ta có tội không cha? À, những người chẳng hạn như là cầm súng bắn người ta ra về trong cái tội tử hình gì? Không? Dạ đúng rồi, tiêm thuốc đồ đó, nay con ấy À, bị bắt à. tiêm thuốc. Trên nguyên tắc nếu mà mình phải chấp hành cái lệnh của cấp trên á, thì những người đó tính ra thì nó cũng là lỗi nhẹ. Nhưng mà thực sự bởi vì cái đó là cái bổn phận mình phải làm thì lỗi nó sẽ nặng hơn. Giáo hội không, giáo hội đang kêu gọi các xã hội dân sự là bỏ cái án tử hình đi đó. Hồi trước thì giáo hội không lên tiếng, nhưng mà về sau này thì trong tất cả các hình phạt là phải cho cái con đường người ta cải thiện, người ta hoán cải. Nên là giáo hội mời gọi là xóa bỏ án tử hình. Nhưng hiện nay một số nước vẫn còn cái án đó. Nên là cái người vì phải chấp hành lệnh của luật nhà nước á, thì cái lỗi đó bị ép buộc. Nên là nó cũng là lỗi nhẹ, mặc dù là giết người đó. Còn cái người ra cái án đó đó, họ cũng phải chấp hành cái sự thống nhất của luật pháp. Nên là ông quan tòa đó cũng có phần trách nhiệm, mặc dù là phần nó nhẹ thôi, vì phần nó nhẹ hơn. Nên là hãy làm cố mọi sự để làm sao tránh đi cái án tử hình. Phạt chung thân cũng được,
tù chung thân 20 năm hay 15 năm cũng được. Nhưng mà tử hình thì hiện nay giáo hội không có ủng hộ, không ủng hộ, bởi vì hình phạt như cha nói đó, phải làm sao giúp cho người ta cải thiện, hoán cải. Chứ nếu mà bắn người ta hay là tiêm thuốc là người ta không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội khắc phục nữa. Thì cái đó nó là hình phạt, nó quá tay, quá tay, và hiện nay giáo hội cho rằng nó là không cần thiết. Nên cha kết luận là cái người tiêm thuốc thì họ có lỗi nhẹ, họ có lỗi nhẹ, bởi vì họ đã giết một mạng người, nhưng mà bởi vì chấp hành luật nên là cái lỗi đó nó có thể được được đền bù bằng những cái việc làm tốt đẹp khác. Dạ, con cảm ơn cha. Rồi rồi Khương có hỏi gì không? Có câu hỏi là dựa trên cái câu cái ý cha nói là giáo hội là đề nghị là bỏ cái án tử hình để cho người phạm tội có cơ hội để sửa sai á. Cho con hỏi là tại thường thường bây giờ án tử hình á nó sẽ áp dụng cho những người mà bị tội rất là nặng, kiểu như là giết người hàng loạt hay là cố tình giết người á. Mà nếu mà giáo hội lại lại mong muốn là không có cái mức án tử hình đó, vậy thì những người phạm cái tội đó thì người ta sửa sai là người ta sửa sai như thế nào, và sửa sai như thế nào là đủ? À, mình phải xác định một cái điều này. Giống như việc đền tội trong tòa giải tội vậy đó. Cái việc đó có khi nó không đủ để đền bù cho cái tội của mình. Mà cái tội đó đó là mình tham dự vào sự đền bù của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu chết trên thập giá là ngài đền bù cho mọi tội thế gian của mọi thời đại. Nên là chúng ta khi chúng ta làm một cái việc nào đó, ví dụ như khi mai mốt anh chị xưng tội, chắc chắn anh chị sẽ nghe linh mục sẽ nói với anh chị, hoặc là đọc 10 kinh kính mừng ví dụ vậy, hay là về làm một việc bác ái, thì làm cái việc đó không thể đền bù được với cái lỗi của mình phạm đâu. Nhưng mà nó là một cách để chúng ta ý thức cái thân phận yếu đuối của chúng ta, để chúng ta xin Chúa mà cộng tác vào cái sự đền tội của chính Chúa Giêsu trên thập giá. Nên áp dụng cái đó vào trong những cái người mà những cái phạm nhân mà giết người hàng loạt đó, thì họ giết hai mạng người thì làm sao họ đền được? Và trên nguyên tắc cái mạng của họ cũng không phải của họ nữa. Cái mạng đó là Chúa ban cho họ để họ quản lý, Chúa giao cho họ, chứ đâu có phải là họ có quyền trên cái mạng đó. Nên cho dù có bắn chết họ thì cứ họ đâu có đền được. Họ đâu có đền được. Họ chỉ đền được khi họ ý thức được cái lỗi lầm của mình và họ thật tâm ăn năn sám hối, xin ơn tha thứ của Chúa. Cái người không có đạo thì người ta xin ơn tha thứ của ông trời. Của ông trời. Nên là cái việc đền tội không bao giờ làm khỏa lấp được hết, đặc biệt những cái tội nặng như vậy. Giống như một mũi tên chúng ta bắn vào một cái bia, tấm bia, mà chúng ta rút cái mũi tên nó ra thì cái tấm bia nó vẫn còn những cái vết hằn, không làm sao mà lại xóa hết được. Nên là nói là công bằng trong việc đền tội thì nó là một công bằng tương đối, một công bằng tương đối. Nên cái người mà tù chung thân đó, họ sẽ có thời gian họ ngồi, họ suy nghĩ, họ nghiền ngẫm lại để họ biết những cái lỗi lầm của mình, và họ ăn năn sám hối và họ tích cực cải tạo, để làm sao cái công việc của họ cải tạo nó có thể làm ra một cái món tiền hay món hàng nào đó, nó mang tính chất tương đối để họ bù đắp lại những cái thiếu sót của họ, chứ không đời nào họ có thể đền hết được khi họ giết người khác. Tại vì cái mạng của họ cũng không có, họ cũng đâu có quyền hoàn toàn đâu. Nên cho dù có bắn họ chết, họ cũng không có cơ hội để đền bù hết được. Họ không có cơ hội để đền bù hết được. Họ không thể đền hết được. Tại vì họ cướp đi mạng sống của người ta, trong khi mạng của họ chỉ là họ được người quản lý thôi. Nên cha nói không thể nào mà đền bù lại hoàn toàn cho người khác được đâu. Cho dù mình bắn người ta, mình có chết đi chăng nữa, thì cái người chết bố hay chết mẹ đó, con cái của họ làm sao được đền bù? Đâu có phải là mình chết là mình đền bù cái chết của cái người bố người mẹ đâu, con cái họ vẫn cứ mồ côi như thường vậy. Nên nó là một cái đền bù mang tính chất tương đối, và chỉ có đền bù được khi tham dự vào cái đền bù của chính Chúa Giêsu thôi. Nên là nó là nằm ở gốc, cái gốc nó nằm ở chỗ đấy đó. Nên là tù chung thân cái cơ hội họ là giúp họ được hoán cải, và khi Chúa chỉ tha thứ khi người ta hoán cải thôi. Khi người ta hoán cải thôi. Còn người ta không hoán cải thì mọi hình phạt khác là vô hiệu. Vô hiệu hết. Nên cái việc đó giáo hội mời gọi bỏ án tử là bởi vì lý do đó. Bởi vì cho dù có giết họ đi chăng nữa cũng không thể đền bù được hoàn toàn cái lỗi của họ.
họ làm cho người ta con cái người ta bị mồ côi, không được học hành, tại vì không có được sao kiếm tiền về để mà cho nó học hành đàng hoàng, rồi nó bụi đời, rồi nó đi ăn trộm ăn cắp, thì tất cả những hậu quả đó thì cái người gây ra tội đều phải lãnh nhận một phần, được ha? Em vẫn thấy không có thỏa đáng lắm câu trả lời này. Thì bây giờ thì sẽ ý Khương sao? Vậy bây giờ em cho một cái ví dụ cụ thể luôn Rồi rồi. ví dụ là vụ vụ án của Lê Văn Luyện lúc trước á, Rồi. là anh ta là giết giết sạch cả nhà luôn và chỉ còn có một đứa con thôi à. Rồi. Rồi bây giờ là hiện tại anh ta vẫn còn đang ngồi tù, nhưng mà theo tại vì lúc đó là lúc mà giết người là vẫn 1 tuổi, nhưng mà theo lúc mà xử án thì mọi người đều nói là tuổi đó là cái tội ác đó quá nặng, là nên là phải mức án cao nhất là tử hình luôn. Nhưng mà theo cha nói là hội thánh là muốn là bỏ cái án tử hình đó, thì bây giờ anh ta làm sao mà đền tội được chứ hả? Giống như ví dụ giờ cứ theo hội thánh là phải bỏ cái án đi, thì anh ta làm sao mà bù đắp được cho đứa bé, rồi làm sao mà đối diện lại được với cái bản thân mình mà Bây giờ cho hỏi sinh nào. mạng của dạ Anh ta giết nhiều người như vậy thì bắn anh ta chết thì có đền bù lại rồi cái tội đó theo con nghĩ là có, tại vì sinh mạng của mỗi người nếu mà theo giáo hội nói là đều là do Thiên Chúa ban, đều là con Thiên Chúa ban ra, thì sinh mạng nào cũng đi như nhau cả. Anh ta giết hai mạng mà đổi lại được 1 mạng thì tính ra là anh ta vẫn còn là thầy. không? Thể được, không thể được, tại vì trên nguyên tắc hồi nãy cha nói rồi, anh ta có chết đi chăng nữa thì con cái của những người bị hại đó đâu có ai chăm sóc đâu, sao mà ngang bằng được, sao ngang bằng được? Chẳng hạn như là anh bẻ tôi một cái răng, tôi bẻ anh một cái răng, thì cuối cùng á có phải hai người đều không gãy răng không? Cuối cùng hai người đều gãy một cái răng hết, nên là tất cả những sự đền bù đều mang tính tương đối, không thể nào có một cái sự tuyệt đối ở đó. Giáo hội phản đối cái án tử là bởi vì giáo hội muốn cho phạm nhân có cơ hội để hoán cải, để đón nhận ơn tha thứ, và chính người đó được Chúa tha thứ khi người ta có thời gian ở trong tù, người ta ngồi người ta suy nghĩ lại. Đó là cái mục đích là như vậy. Chứ thực sự anh ta giết hai người thì làm sao cái một cái mạng của anh ấy đền được hai người, mà cái mạng của anh ấy cũng không phải là hoàn toàn của anh ấy, bởi vì Chúa ban cho anh để anh quản lý, chứ đâu có phải là trao phó hoàn toàn cho anh đâu. Anh đâu có quyền hết tất cả trên mạng sống của mình. Mình cũng vậy đó, tất cả chúng ta cũng vậy, đâu có quyền hoàn toàn trên mạng sống của mình. Chúng ta tự hủy hoại bản thân của mình chúng ta cũng chết, chứ không 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 đúng. Theo theo con nghĩ là cái lý tưởng nó của giáo hội chỉ là phù hợp lúc mà đạo Thiên Chúa là cái đạo duy nhất ở trên thế giới thôi, Không còn phải nếu không là thấy cũng cũng nếu mà tất nhiên đó là lời mời gọi và đề nghị của giáo hội, còn xã hội họ có chấp nhận và họ có thực hiện hay không thì đó là dạ đúng quyền rồi. của chính quyền. Nên bên giáo hội đâu có buộc tất cả những đời của giáo hội, chỉ là những cái lời hướng dẫn để đưa ra, còn người ta làm như thế nào giống như bố mẹ dạy con vậy đó. Thế thì cuối cùng con nó ra đường, nó áp dụng được lời nào của bố mẹ thì cái đó là quyền của nó. Bố mẹ đâu có quyền, với lại đâu có lúc nào cũng kè kè cái bên mẹ nhắc nó đâu. Thì giáo hội cũng đang đóng vai trò đó, và giáo hội chỉ dừng ở cái vai trò đó thôi. Còn người ta sử dụng cái đó là người ta còn có quyền tự do của người ta nữa. Trong cái bài tự do chúng ta thấy đó, Chúa ban cho con người có tự do và không ai được lấy cái quyền đó của người ta. Người ta có quyền áp dụng cái luật giết người, bắn chết người, đền tội, thì cái chuyện đó là quyền của nhà nước. Giáo hội không can thiệp vào mà cũng chẳng can thiệp được, mà cũng chẳng muốn can thiệp, chỉ có lên tiếng nói như vậy thôi và đưa ra lý do như thế. Còn ai nghe và thực hiện như thế nào thì cái chuyện đó của họ. À, chuyện đó của họ. Nên là không có bao hết mọi sân đâu. Rồi. Dạ, Mà cảm ơn cả alo. nhà. Rồi. Cha ơi, Rồi xin rồi. phép chi tiết là bạn ơi, hồi nãy bạn có hỏi cha mấy cái phần đó đó, thì theo bản thân anh đó, thì anh có cái suy nghĩ như vậy nè. Tại vì không phải là đạo Công giáo hay là bất cứ đạo gì, nên tại thông thường ở Việt Nam mình sẽ là đạo thờ ông bà hoặc là đạo Phật. Thì anh thấy thì đạo nào cũng kêu gọi là không có giết người. Không phải là khi mà mình giết một người rồi á, mình bắt người ta đền tội là nó xong chuyện. Anh nghĩ theo một cái hướng khác như vậy nè, nếu như mà mình không có giết cái người đó mà mình cho cái người đó sống và có thể là chung thân,
thì cái đó nó còn lại nặng hơn là cái việc là giết chết người ta. Tại vì mỗi ngày người ta sẽ ngồi đó và suy ngẫm lại cái việc mà người ta đã làm. Cái đó nó còn nặng hơn là cái án tử nữa. Tại vì bắn một phát là nó chết ngắt rồi, nó không có thời gian để nó suy nghĩ. Nó chỉ có ở tù một cái khoảng thời gian, tại vì nó bị cộng tội thì nó phải ngồi tù 1 năm, 2 năm hay 6 năm gì đó, sau đó là mới tử hình. Có nhiều người là ban án tử hình xong là vài tháng sau là chết liền rồi. Thì mình, cái người tội phạm nó ngồi nghiền ngẫm ở trong tù á, chưa chắc là ngoài cái việc nghiền ngẫm thì họ lại có cái cảm giác là tội lỗi, lo sợ về cái mặt tâm linh là có ai đó hiện về đòi mạng họ hay như thế nào nữa. Cái đó nó còn đáng sợ hơn là cái chết. Họ bị giày vò về về gì đó, về lương tâm á. Dạ, tại vì cha là cha sẽ giảng theo đạo Công giáo, chứ cha không có nghiêng về là một cái khía cạnh nào hết. Thì giống như nãy cha có nói á, là cái đó là chỉ là đề nghị thôi. Giống như khi mà mình đi làm, mình đề nghị sếp có duyệt hay không là một chuyện, nhưng mà mình cứ đưa lên cái suy nghĩ của mình trước. Đó, cái đó là anh muốn góp ý như vậy. Con cảm ơn cha. Rồi, cảm ơn chị. À, cha ơi, còn con á, thì con lại hiểu như thế này. Ở giống như Khương nói á, là cái anh Luyện đó, anh phạm tội nhiều như vậy rồi, thì làm sao có thể tha thứ được cho anh Luyện đó. Thì Chí cũng xin trả lời Khương như thế này. Thì theo như chị nghĩ á, thì cái cuộc sống ở cái đời này của mình là cuộc sống là mình thử thách, thì mình có thể mình phạm tội hoặc là mình không có tội. Vậy nếu trong trường hợp mình phạm tội rồi á, thì mình á, mình phải sửa sai, mình tìm cách mình sửa sai. Còn nếu như theo ý của Khương á, là mình nếu người đó không sửa sai thì sao, thì cái tội đó sẽ bị trừng phạt như thế nào? Thì cuộc sống đời sau của họ là sau cái đời này á, họ sẽ ở hỏa ngục, và lúc đó là họ sẽ phải bị chịu của tội. Cái đó tử hình không còn là vấn đề là cái tội nhẹ của họ nữa, mà họ sẽ phải sống vạn năm triệu năm mà họ bị trong cái hỏa ngục đó thiêu đốt họ, và đó mới là cái hình phạt của họ phải chịu.